chào các thầy cô. Hôm nay mình xin giới thiệu về Padlet là một ứng dụng bản ảo tương tác trực tuyến. Có thể hình dung nó giống như một bản tin vô tận mà mọi người có thể cùng ghi, lưu trữ và chia sẻ thông tin ý tưởng với nhau. Tiềm năng khai thác sử dụng của Padlet là điều khiến nó thành công trên khắp thế giới từ 2008 đến nay và được yêu thích trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Ở video này thì mình sẽ hướng dẫn các tính năng và cách sử dụng của Padlet trong dạy học, giáo dục hay huấn luyện, đào tạo. Thầy cô có thể bấm xem một lục thời gian ở phần mô tả của video nếu muốn chuyển nhanh đến nội dung mình quan tâm. Đây là trang chủ của Padlet. Đối với học sinh thì có thể không cần đăng nhập, nhưng sẽ bị hiển thị ở chế độ vô danh khi tham gia thảo luận và tương tác. Do đó, học sinh nên đăng ký tài khoản để được hiện tên. Thao tác thì rất đơn giản. Bấm vào đây để đăng ký tài khoản mới. Dùng tài khoản Gmail hay Microsoft để đăng ký. Hoặc tự nhập email và mật khẩu vào. Bản lựa chọn gói tài khoản hiện ra, thầy cô có thể chọn gói Basic miễn phí để thử nghiệm, sẽ có một số giới hạn nhất định và mình sẽ đề cập đến sau. Như vậy là đã tạo xong tài khoản. Nếu muốn giao diện được đổi sang tiếng Việt, thầy cô bấm vào ký hiệu tài khoản ở góc trên bên trái màn hình, chọn Setting. Ở một ngôn ngữ, thầy chọn lại tiếng Việt. Tiện thể thì thầy cô đặt lại tên họ của mình ở đây và cũng khuyến khích học sinh nhớ thực hiện bước này để trong quá trình thảo luận trên Padlet thì tên học sinh được hiển thị. Bấm cập nhật rồi F5 để tải mới lại trang và thầy cô sẽ thấy giao diện đã chuyển sang tiếng Việt. Ở đây đang có một phát lịch mẫu được tạo sẵn. Ta có thể sử dụng luôn hoặc chọn Archive để lưu trữ và ẩn đi hoặc xóa hoàn toàn. Bấm ở đây để tạo một phát lịch mới. Bạn lựa chọn các loại định dạng hiện ra. Có 8 loại định dạng và cả 8 loại định dạng này thật ra khác nhau chủ yếu là về cách bố cục nội dung. Sau khi đọc mô tả, muốn rõ hơn thầy cô có thể chọn xem trước ở từng loại định dạng để dễ hình dung cách sắp xếp và phân bố của thông tin. Chọn loại định dạng nào thì tùy vào mục đích sử dụng, mình sẽ gợi ý một số ý tưởng sử dụng cho từng loại định dạng. Bốn loại định dạng thường được nhiều giáo viên sử dụng là dạng bức tường, dạng khung nền canvas, dạng lưới, dạng kệ tủ. Trong đó phổ biến nhất là dạng bức tường. Có thể sử dụng định dạng này như một bản tin để chia sẻ tài liệu đa phương tiện, dạng chữ, hình, video, trang web vân vân liên quan đến môn học, chủ đề, hay để nêu vấn đề tranh luận, để brainstorming, công não, thu thập ý tưởng, hay để nộp bài tập, hay triển lãm sản phẩm và kết quả dự án học tập. Định dạng lưới và định dạng kệ tủ thì cũng tương tự như dạng bức tường và cũng sử dụng được cho các mục đích trên, nhưng nó còn cho phép các nội dung được sắp xếp và phân chia lại theo hàng theo cột. Vậy nên nó sẽ phù hợp khi thầy cô muốn chia nhóm, muốn học sinh thực hiện các quá trình thảo luận, thuyết trình theo nhóm hay muốn phân chia nội dung thành nhiều chương hay đề mục. Còn loại khung nền Canva thì phù hợp để thu thập ý tưởng ngẫu nhiên để lập mind map, bản đồ tư duy hay các hệ thống các sơ đồ. Các định dạng còn lại như timeline thì phù hợp để tạo bản tin cho các sự kiện theo dòng thời gian hay mô tả quá trình phát triển. Dạng bản đồ thì phù hợp để lập lịch trình, đánh dấu và tìm hiểu các vị trí địa lý. Dạng backchannel thì phù hợp để tạo bản tin hội thoại và hỏi đáp. Dạng Dầm ngang thì cơ bản chỉ sắp xếp thông tin theo chiều từ trên xuống. Nếu vẫn còn bối rối không biết chọn loại nào thì thầy cô có thể chọn loại truyền thống là bức tường để bắt đầu. Rồi sau này khi sử dụng nếu thấy không phù hợp nữa thì có thể chọn lại định dạng khác sau. Giờ mình thử bấm tạo một Padlet mới với định dạng bức tường. Hình nền, tên và mô tả của Padlet sẽ được chọn ngẫu nhiên. Ở cục dọc bên phải là khung cài đặt. Thầy cô đặt lại tên và mô tả tùy theo nội dung và chủ đề. Nếu tạo Padlet dạng thu thập ý kiến thì thầy cô có thể gõ luôn câu hỏi hay đặt vấn đề ở ngay phần tên và mô tả này. Chọn một biểu tượng cho Padlet của mình trong danh sách có sẵn. Hoặc bấm và chọn tập tin để tìm hình, tải hình từ máy, chèn linh hình, tự chụp hình hay tự vẽ biểu tượng. Biểu tượng đã chọn sẽ hiện kế bên phần tên, mô tả và icon trên tab của trang. Tiếp theo đặt lại địa chỉ đường link Padlet. Nên thay những ký tự này thành dạng chữ đi dễ nhớ hơn. Đây chính là đường link mà ta sẽ gửi cho học sinh truy cập. Rồi ta chọn lại hình nền. Có thể chọn nền màu trơn, nền màu loang, nền hỏa tiết, chọn hình ảnh có sẵn, hoặc bấm vào chọn tập tin để tìm hình, tải hình từ máy, trang linh hình, tự chụp hình hay tự vẽ. Chọn chế độ màu sáng tối và kiểu chữ Tới phần này là cách cài đặt cho các bài đăng trong Padlet. Đầu tiên là có cho phép hiển thị tên của người đăng bài hay không. Thầy cô nên bật mục này và khuyến khích học sinh nên đăng nhập tài khoản để tên được hiện lên khi đăng bài hay bình luận. Chọn vị trí xuất hiện của bài đăng mới nhất. Chọn có cho phép bình luận hay không, nên bật tính năng này để học sinh có thể tương tác và thảo luận với nhau. Reaction là chọn loại hệ thống phản hồi cho các bài đăng trong Padlet. Có loại phản hồi yêu thích, đồng tình hay không đồng tình, đánh giá sao với 5 mức và chấm điểm nếu chọn hệ thống chấm điểm cho bài đăng thì có thể chỉnh lại mức điểm tối đa tùy ý. Phần này là tùy chỉnh xét duyệt trước nội dung bài đăng. Nếu bật lên thì khi học sinh đăng gì đó trên Padlet thì nội dung chỉ hiển thị cho thầy cô xem và duyệt trước khi chấp nhận cho hiển thị với tất cả mọi người. Còn đây là chế độ tự lọc các từ ngữ thô tục trong bài đăng và bình luận. Đó là các thiết lập cơ bản ban đầu ta cần biết để tạo bài đăng mới trong bức tường Padlet. Ta bấm vào đây, đặt tiêu đề và viết nội dung. Khi soạn thảo nội dung, ta có thể tùy chỉnh in đậm, in nghiêng, gạch ngang, highlight, chèn đường link vào chữ, đóng khung, tạo đề mục, canh lề, vân vân. Trong một bài đăng, ta có thể đính kèm thêm dữ liệu với rất nhiều lựa chọn như tải lên file có sẵn, chèn đường dẫn, chèn kết quả tìm kiếm từ Google, chụp hình và quay phim từ camera đang dùng, chèn ghi âm trực tiếp, quay lại video màn hình, chèn hình vẽ, chèn một vị trí trên bản đồ, hay chèn đường dẫn đến một Padlet khác. Các bài đăng sau khi đã tạo có thể đổi màu nhằm làm nổi bật. Chỉnh sửa nội dung, di chuyển bài đăng sang Padlet khác, mở rộng để xem kích cỡ đầy đủ, hay chọn làm ảnh bìa đại diện. Đây là một ví dụ sử dụng Padlet như bản tin tổng hợp tất cả các tài liệu liên quan đến nội dung học không chỉ do giáo viên cung cấp mà học sinh cũng có thể cùng sưu tầm và chia sẻ. Để học sinh cùng đóng góp và thảo luận trên Padlet này, thầy cô bấm và chia sẻ để gửi Padlet cho học sinh bằng cách copy đường link để gửi hoặc bật mã QR code hay tải hình mã về và gửi cho học sinh quét mã trên điện thoại hoặc lấy mã nhúng hoặc gửi qua email, mạng xã hội hay Google Classroom. Ngoài ra còn có thể chia sẻ Padlet bằng cách chọn thêm thành viên để mời bằng email và xác lập giới hạn quyền cho từng người. Trước khi chia sẻ link thầy cô nhớ xem lại chế độ riêng tư của Padlet hiện tại. Có 4 chế độ riêng tư khác nhau. Chế độ cá nhân thì không ai khác xem được cho dù được gửi link. Chế độ mật khẩu thì người được gửi link khi mở phải nhập đúng mật khẩu mới xem được nội dung. Chế độ bí mật thì ai có link là đều xem được. Và chế độ cuối cùng thì công khai hoàn toàn trên các máy tìm kiếm. Thầy cô cũng lưu ý đến giới hạn quyền của khách tức là học sinh có thể thao tác gì với nội dung Padlet? Chỉ đọc, được viết bài hay được duyệt bài sửa bài của người khác. Ví dụ đây là một Padlet dùng để thu hoạch và trưng bày các bài thực hành của học sinh. Giờ thì mình sẽ minh họa quá trình học sinh truy cập và thảo luận trên Padlet như thế nào. Bên trái là minh họa truy cập bằng máy tính và bên phải là minh họa giao diện truy cập bằng điện thoại. Học sinh truy cập và link phát được gửi và nhìn thấy bài đăng khác sẵn có. Trước khi nộp bài, học sinh có thể bấm vào đây để chọn đăng ký hay đăng nhập tài khoản. Còn nếu không đăng nhập thì khi bấm vào dấu cộng để đăng bài, học sinh cần ghi tên mình và tiêu đề để giáo viên biết được là ai rồi mới điền nội dung. Nếu cần thì có thể đính kèm các dạng dữ liệu khác như đã giới thiệu ở trên. Do ta đã bật chế độ kiểm duyệt từ lúc ban đầu nên bài đăng này tạm thời sẽ chỉ hiển thị với người khác cho đến khi giáo viên duyệt. Ngoài ra học sinh có thể đánh giá, bình chọn hay bình luận các bài đăng của giáo viên và các bạn khác trong Padlet. Trong quá trình sử dụng nếu thấy loại định dạng và bố cục hiện tại không còn phù hợp, có thể bấm vào dấu ba chấm ở góc màn hình và chọn Thay đổi định dạng. Chẳng hạn với Padlet này, khi dữ liệu thu thập được ngày càng nhiều hơn và ta muốn phân nhóm chúng lại với nhau để dễ quản lý và theo dõi, thì có thể thay đổi định dạng sang loại kệ tủ tạo các cột dọc để phân chia, rồi kéo thả để sắp xếp lại dữ liệu theo nhóm. Định dạng kể tủ này cũng có thể sử dụng khi ta muốn chia nhóm thảo luận hay chia nhỏ nội dung của bài học của vấn đề. Khi thầy cô muốn lưu và xuất ra toàn bộ nội dung phát lệch hiện tại thì bấm chọn vào chia sẻ. Ở phần xuất bản có thể chọn in ra hoặc lưu toàn bộ bách lịch hiện tại dưới dạng file hình, PDF, file to CSV và bản tính Excel. Một giới hạn của gói tài khoản basic miễn phí mà thầy cô cần lưu ý đó là dung lượng tối đa của mỗi packet là 10 MB. Dung lượng này thì chỉ tính cho các bài đăng có đính kèm tập tin được tải lên trực tiếp, còn mọi dạng dữ liệu khác như ký tự hay đường link thì không bị giới hạn. Ngoài ra, tài khoản basic thì chỉ tạo được tối đa 3 packet Tuy nhiên thầy cô có thể bấm vào đây để lấy link giới thiệu cho bạn bè đăng ký. Mỗi ba người đăng ký từ link đó thì ta có thêm một bát mới. Giới hạn này thật ra cũng không phải là vấn đề vì thầy cô hoàn toàn có thể lưu trữ hay làm mới để tái sử dụng lại các bát lịch đã có. Nói chung, bát có giao diện đơn giản và rất dễ sử dụng nhưng tiềm năng thì vô cùng lớn. Chỉ cần bấm vào thẻ Gallery ở đây là thầy cô có thể thấy rất nhiều ý tưởng sử dụng bát cực kỳ sáng tạo. Qua video này thì mình đã hướng dẫn đầy đủ cách thức sử dụng Padlet một cách cơ bản. Hy vọng các thầy cô có thể tiếp tục tìm hiểu và khai thác Padlet hiệu quả cho quá trình dạy học và công việc của mình. Xin chào và hẹn gặp lại!